chào cả nhà trở lại kênh của Phố nha. Đây, hôm gà mình tăng công sức, mình tranh thủ mình gáp mấy cái máy cho nó rồi. Thì máy thì bây giờ mình đã ổn hết 4 cái rồi, nhưng trong nhà cũng còn 3-4 cái nữa. Đây, để quay cho cả nhà xem nha. Đấy, nhiều khi anh em nói nó xạo. Thì xong mấy cái ngoài đó thì mình sẽ gáp tới mấy cái này, xì bo, ẹt, cái máy da nữa, cái máy da cổ của ở xa gửi lại nữa, với thêm một cái máy quay. Rồi còn cũng 2, 3, 4, 5 cái, còn 5 cái nữa. Thì 5 cái đó thì chắc lẽ là mình để đó, mình xử mấy cái này trước. Thì bây giờ là xong hết trơn rồi, bắt đầu mình tranh thủ mình lên xe, mình tranh thủ mình lên xe. Thì cái này mình quay là để gửi đến mọi người xem vui nha, sẵn gửi đến những vị khách của phố xem giải trí nha, chứ không phải là phố xạo hay phố phe gì trên đây. Thì ở đây thì có một cái máy Future 1 và một cái máy City, rồi một cái máy quay EGS với một cái máy quay Alpha. Thì thôi, sẵn lỡ quay rồi thì phố tháo bọc ra, phố quay cho cả nhà xem luôn nha. Thì để cho cả nhà xem những cái máy của mình làm, coi nó sạch rồi nó như thế nào nha. Đây, cái máy này thì cái máy quay Alpha. Alpha thì bạn này là nhờ mình là sơn màu đen, thì đặng bạn dọn lại kiểu quay thái nha. Thì đây sẵn quay cho bạn xem luôn nha. Đó, đây sạch đẹp nha mọi người. Đó, thường thì mấy cái máy này đem lại rất là dơ, nhưng mà mình rửa được như vậy thì cả nhà thấy rồi nha. Đó, sạch từ trong ra ngoài. Đây, ra ngoài quay đi cho nó sáng. Đấy, mình cho chồng mình ngồi cho đợi mình nó quay ở ngoài cho nó sáng cho mọi người thấy rõ hơn nha. Máy này thì phố thay ốc zin nha, thay ốc zin, ốc sẽ bịch hết trơn nha mọi người. Đây, ốc sẽ bịch Honda hết trơn nha, ốc mới hết. Đó, thì cả nhà xem rồi, máy sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn nha. Gòn keo này kia thì mình cũng gọc lại cơ bằng là sát, không nhìn thấy gòn nha cả nhà. Rồi thì cái máy này là cái máy quay Alpha nha, lốp đen. Rồi tới cái máy này là cái máy quay EGS. Chắc mình tháo qua luôn, mình tháo cho cả nhà xem luôn nha. Chung cây bọc này thì không có nhiêu tiền, tại vì mình lúc mà mình làm rồi mình quấn mình để cho được cái bụi với cái này kia nó đừng có bay vô. Máy gỡ này thì cũng làm full mới luôn, dọn full xe đó. Thì nó còn thiếu cái ti thâm nhớt với cái nắp chụp bên hông nha mọi người. Thường thì xe mình dọn mấy cái nắp này đó thì không có nhiêu tiền, mình mua nắp mới luôn nha, chứ mình không có sơn nha. Mình sơn lại nó nhiều khi nó bị bể này kia, rồi mình sơn lại nó mất công mình mua luôn nha mọi người. Đó, đây máy EGS, đây sạch từ trong ra ngoài. Máy này là máy ốc là mình cũng xé bịch hết trơn nha cả nhà, ốc xé bịch. Còn lốc thì mình sơn lại nha. Đó, lốc thì mình sơn. Đây, quay sáng vô. Đây, nước sơn rất là đẹp nha mọi người, sơn là như zin luôn nha, 100% luôn, chứ không còn nói mà 99% nữa. Đó, bên đây cũng sơn luôn nha. Đó, thì ở chỗ mình sơn á thì nó hơi lâu nha cả nhà, tại vì sơn á mình bắn cát ra hết luôn, bắn sạch sẽ ra hết rồi. Thì hai em, một em Alpha, một em GS. Rồi kế tiếp là một em City nha. City này mình dọn lên cái hình xếp be. Đó, mình dọn lên hình xếp be.
nhưng mà mình giữ đậu lòng lại nha. Cái này City thì mình thay cặp lốc nha cả nhà. Lốc này mình thay mới lốc zin nha, chứ không phải là sơn lại nha. Tại vì lốc City nó giống lốc ghim, nó xấu. Mà mình lên giá shipper thì nó sẽ không có đẹp chiếc xe đó. Lốc này lốc mới nha. Đây, sẵn cho cả nhà xem cái lốc mới với cái lốc sơn của mình luôn nha. Đó. Rất là đẹp luôn. Thì City này mình cũng thay ốc xé bịch, ốc zin hết luôn nha. Đây, quay kỹ vô, quay ở dưới cho cả nhà xem luôn. Ốc rồi mình thay ốc nhớt luôn. Ốc nhớt, ốc tăng cam. Đó, mấy cái máy này cũng vậy. Với con ốc đâu rồi? Cái con ốc bít tông cam luôn nha cả nhà. Thay ốc bít tông cam luôn. Thay là thay trọn bộ nha. Ốc nhớt, ốc bít tông cam, rồi ốc tăng cam. Đó. Rồi. Còn đây thì cái máy clip rồi mình có đăng rồi, cái clip trước mình có đăng rồi. Cái máy này là cái máy full giờ 1. Full nóc Salaya. Thì thôi sẵn mình mở cái luôn nha, tại nhiều khi có nhiều anh em chưa coi á. Thì xem luôn nha. Máy full chờ 1 nha mọi người, 110. Còn máy này thì mình sơn nha, lốc này kia mình sơn. Ốc thì mình vô full nóc Salaya. Anh em mọi người có xem cái video này mà chưa xem video chưa kế á, thì cả nhà vô video của mình là cái bên luôn nha cả nhà. Thì mình có quay chi tiết cái lúc mà mình gáp. Không, mình không có quay lúc mình gáp nha, mình chỉ quay cái lúc mà mình soạn đồ rồi đồ đạc mình rửa bên trong này kia cho nó sạch như thế nào nha. Đó, full ốc, ốc rất là đẹp luôn. Quay sát vô. Mấy ốc bắt cùi đời này kia là mình thay mới luôn. Bây giờ lộn, mình thay ốc Salaya luôn nha. Rồi sẵn đây ốc nồng luôn. Con ốc nồng thì ở trên thị trường nó không có bán nha mọi người. Có nghĩa là nó không có bán cái con ốc bắt nồng, bắt bánh nồng. Ốc này là mình chế nha, mình chế. Đó, nhìn rất là đẹp. Rồi sẵn cho mình nói luôn, mẫu ốc này là mẫu ốc Thái nha. Mổ Thái nhìn nó không có cầu kỳ nhưng mà nhìn nó sắc sảo nha mọi người. Mình thay là mình thay bộ lốc giữa luôn, cái bộ bắt lốc giữa luôn. Đây quay xuống cho cả nhà xem. Mình đã làm thì mình đã thay thì thay full luôn. Ốc này thì anh em xài dính diễn, xài mà máy nó có dơ rồi nó có làm máy lại thì mình cũng vẫn là xài lại nha. Tại vì ốc này nó không có xét. Đi nước mặn hoặc là anh em xài bao lâu nó cũng không xét nha, nó cũng y ăn vậy hoài. Tại nó inox 304 nha. Còn bên mấy ốc ghim đó. Ốc ghim thì cả nhà xài một thời gian nó sẽ bị cũ và nó sẽ bị xuống màu nha. Đây. Chẳng mình lấy cái mẫu ốc cũ cho cả nhà xem luôn. Mình thay ra đây, còn ốc zin không thì một thời gian nó sẽ cũ xuống, nó sẽ đen như gì, nó sẽ không còn đẹp nữa. Bởi vì là mình có nhiều du khách chịu chơi thì mình thay hết luôn, để sau này mà mình có làm máy hoặc là có làm lại này kia thì ốc mình khỏi thay, kêu bằng là tốn một lần là xài luôn nha mọi người. Thì nói chung thì cũng tùy theo người. Hôm trước á, mình có làm chiếc ghim á mà mình phun ốc Salaya cũng bị gan như vậy, thì cũng có người vô chửi mình nói mình á là ngu này kia, ốc ghim không xài mình xài ốc lô. Thì anh em chửi mình thì mình nghe nha, mình ngu mà mình mua con ốc á, con ốc này á nó mắc gấp 3, gấp 4 ốc này, thì bởi vì mình ngu vậy đó, mình mua mình gắn vậy đó. Mình mua khách yêu cầu mình gắn sao thì mình gắn vậy nha. Nhưng mà xe nhà của mình cũng vẫn xài gì cái loại inox này luôn.
Thì thôi, cho mình nói vậy thôi nha. Để mình nói nhiều quá cái có nhiều anh em nói mình là kêu bằng là ích kỷ nhỏ nhăn này, nhỏ nhặt này kia. Rồi, máy kêu bằng là cực kỳ đẹp luôn. Đó. Thì không phải mà đông máy hoặc là đông xe mà Phố làm mẫu hay là làm mau hay là làm kêu bằng là lấy tiền nha mọi người. Sẵn thì cho Phố gửi lời đến những vị khách của Phố luôn. Có nhiều vị khách điện hối cũng nói chung là cũng không phải là cái gì, nhưng mà các lúc mà mình làm á, khách điện mà hỏi xe còi chưa hoài á, mình bị tâm lý nha mọi người. Tâm lý nó bồn chồn, nó bức ức lắm. Nhưng mà công việc của Phố á, Phố làm một cái gì đó ra là ok từ mm. Nhưng mà nhiều khi có nhiều tình huống nó bị sự cố này kia, nó bị lỗi này kia, thì cái đó là do kỹ thuật bên đồ. Thì nói chung thì nó cũng sẽ có, nhưng mà tình huống hiếm thôi. Thí dụ như mà xe máy hoặc là làm một Phố làm ra có gì mà không được vừa ý, không hoàn hảo thì cả nhà cứ gửi máy lại hoặc là đem xe lại, Phố sẽ canh chỉnh, sẽ làm lại ok hết nha mọi người. Thì mình nói để cho anh em mọi người hiểu nha, chứ không phải là kiểu mà làm rồi giao xe lấy tiền là hết trách nhiệm nha, không có đâu nha cả nhà. Tại vì xe mới mà nó còn bị lỗi chứ không hồi chi xe mình làm nha. Thì Phố nói vậy cho anh em hiểu, có gì thí dụ như không vừa ý, không đạt gì đó thì cứ đem lại cho mình, mình sẽ canh chỉnh, mình sẽ làm lại hết cho, không sao. Rồi thì video Phố chính làm tới đây, thứ nhất thì gửi đến cả nhà xem vui, thứ hai thì gửi đến những vị khách của Phố nha. Ai lỡ trước thì Phố làm trước, ai lỡ sau thì Phố làm sau, chứ Phố không có mà kiểu như lỡ trước mà không đưa tiền rồi lỡ sau đưa tiền nhiều mà làm trước này kia, là Phố không có gì nha mọi người. Phố làm là có theo cái quy tắc của Phố nha. Lỡ trước là làm trước, lỡ sau là làm sau, cho dù dòng họ hay là anh em ruột thân thiết gì đó, Phố không cần thiết. Mỗi một vị khách là kêu bằng là ai cũng vậy, mình đều tôn trọng, mình đều làm theo đúng luật hết. Mình nói cái tiếng đúng luật đây thì nó nó hơi bị xạo quá nghe mọi người. Thì nói chung thì có làm sao Phố nói vậy nha. Phố thì nói chuyện không được hay thì có làm sao nói vậy. Thì cũng mong mọi người xem, nhiều khi có gì không hay hay là hơi lời nói hơi thô hay gì đó thì Phố cũng mong cả nhà thông cảm nha. Rồi thôi, video này Phố sẽ làm tới đây để gửi đến cả nhà xem vui nha. Thì cả nhà xem kênh của Phố thấy vui, thấy có ích thì cả nhà nhớ cho Phố một like và một đăng ký nha mọi người. Một like và một đăng ký của cả nhà là một cái động lực giúp Phố làm được nhiều video nữa nha, để gửi đến cả nhà xem vui nha. Cả nhà thấy như vậy đó, thấy một cái video nó có mười mấy hai chục phút như vậy thôi, nhưng mà thật sự nó ra được cái video như vậy á, rất là tốn thời gian và rất là mất thời gian của Phố luôn nha. Mà Phố cũng gắng dính thời gian ra quay để gửi đến cho mọi người xem nha. Đây chẳng hạn như nãy giờ mình quay, mình nói chưa nói về mấy cái cù đề này kia. Thì xe này là tại vì chủ xe là nó để cù đề về chủ xe làm, thì bởi vì Phố không có đem gam lại, chủ xe kêu mình là thay ốc thôi thì mình thay ốc. Còn mấy cái này thì như mình làm mới nha, mình chùi mới lại rồi mấy cù đề thì mình đem đi gam lại đó. Còn cái máy này thì mình mua cù đề mới luôn, mua cù đề mới. Tại vì cái máy này cái cù đời nó quá bèo rồi, bỏ luôn. Rồi thì thôi, video Phố chính làm tới đây. Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha. Rồi thôi, Phố chính tạm cả nhà nha. Bye bye cả nhà.